Thưa quý khán giả, miền Tây Nam Bộ may mắn được bồi đắp bởi những dòng sông đỏ màu phù sa. Thế nên cây ăn trái mùa nào cũng sung sê trĩu quả, mang lại vụ mùa mong đợi cho bà con. Cũng từ đó, công việc hái trái cây thuê bao thời vụ được duy trì và trở thành nguồn sống cho nhiều bà con nghèo. Trong đó có hai nhân vật của chương trình vượt qua thử thách ngày hôm nay. Cùng làm công việc hái chôm chôm, cùng đối diện với những thử thách khi người thân trong gia đình không may lâm bệnh, anh Hoàng và anh Trung cố nén bao xót xa để luôn tay với công việc, tiếp tục là người chồng, người cha mạnh mẽ, đưa gia đình vượt qua khó khăn. Đầu tiên là hoàn cảnh của anh Trần Thanh Trung, ngụ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi những hình ảnh sau. Nắng sớm mưa chiều bên những vườn cây trái nơi miền quê nghèo là hành trình bền bỉ mà suốt 7 năm nay, anh Trung vẫn gồng gánh để lo lắng cho cả gia đình. Mỗi ngày đều đặn, anh tranh thủ đi hái trái cây thật sớm cho các chủ vườn, mong sao kiếm được vài chục ngàn trang trải cuộc sống. Bao nhiêu mùa quả chín là bấy nhiêu kỳ vọng anh gửi gắm vào công việc của mình, rằng từ đôi tay rồi đây anh có thể đưa gia đình bước qua gian khó. Chèo leo, dắt dẻo trên những cành cây cao, từng cần xé chôm chôm chín đỏ được chăm chút hái xuống, xếp ngay ngắn gọn gàng để kịp thời vận chuyển đi xa, là cách mà người thợ này khiến các chủ vườn hài lòng mà thuê mướn trong thời gian dài. Sáng thường thường sáng là đi này và phải đi sớm, cũng như mình đi trước 5 giờ 6 giờ 5 giờ mình đi sớm, lần nào tốt nấy cũng tranh thủ lại hái đặng cho chú đã vô vỏ rồi sớm. Đâm chôm thì nó cũng như mỗi năm nó có một vụ mà nó mình cũng như hết vụ người ta không có kêu nữa thì mình đi rửa ca nhánh, rửa cành á, cắt cành tỉa cành lại cho người ta. Leo lên chôm chôm á, rồi đợt đó nó bị gãy tay, biết rằng nguy hiểm nhưng mà cũng phải gán mình làm để kiếm tiền đó cho gia đình. Nặng lòng anh những ngày đi làm xa là sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Cách đây 4 năm, căn bệnh tai biến đã khiến ông dè, cha anh bị liệt nửa người. Mọi sinh hoạt giờ chỉ còn trông chờ vào con cháu. Cố gắng san sẻ cùng chồng những gánh nặng trên đường đời, nên chị Oanh, vợ anh, cố nén những mệt mỏi từ chứng hen suyễn nhiều năm để chăm sóc cho các con. Khải và Khánh, niềm hy vọng mong mỏi của cả gia đình, vẫn từng ngày cố gắng học hành để làm vui lòng mẹ cha bằng những điểm 10 đỏ thắm, mặc cho bệnh tật có đôi lúc khiến ước mơ học trò trở nên dang dở. Em bị bệnh khoảng hồi năm lớp 4. Mỗi ngày là buổi sáng là với chiều là phải chích insulin. Rồi em cố gắng là uống thuốc cho mau hết căn bệnh. Lớn lên có tiền mới chăm sóc lại cho cha mẹ. Thương cha già ốm yếu, xót xa khi nhìn vợ con sống trong bệnh tật khó nghèo, anh Trung lại lao vào cuộc mưu sinh với nhiều công việc khác nhau trong lúc chờ mùa trái chín ở vụ sau. Từng xe cát, xe hồ nặng được anh nhanh chóng truyền tay để xây dựng nên tổ ấm cho bao người. Đi qua nhọc nhằn nhiều năm, duy chỉ cần có niềm tin từ đôi tay nghị lực, rồi đây sẽ chinh phục thử thách. Người chồng, người cha này luôn sẵn lòng bước qua nghịch cảnh từ chính những vất vả hôm nay. Thưa quý khán giả, dù đường đời có muôn vàn trắc trở, nhưng chưa bao giờ những nhân vật của chương trình vượt qua thử thách lại từ bỏ trước chông gai. Cùng hoàn cảnh như anh Trung, một người thợ hái trái cây khác là anh Hoàng ở Chợ Lách, Bến Tre cũng đang gồng lưng gánh vác cả gia đình từ 8 năm nay. Đi qua những mất mát vì cảnh nhà nghèo khó, anh Hoàng vẫn từng ngày nỗ lực để làm tròn trách nhiệm trụ cột cho những người thân yêu. Và ngay sau đây là hình ảnh về gia đình của anh Quỳnh Quy Hoàng, mời quý khán giả cùng theo dõi. Lên đền chèo chống giữa dòng đời nhiều thăng trầm bất trắc, nhưng anh Hoàng không lo ngại bằng nhịp tim của vợ ngày càng suy yếu, cùng các con thơ sớm chịu nhiều thiệt thòi, nơi mái nhà quạnh hiu đã một lần nếm trải nỗi tang thương. 8 năm cứ như dài đằng đẵng đối với gia đình nhỏ, kể từ ngày chị Tuyết, vợ anh, phát hiện mình bị hở van tim 3 lá và nang thận, không đủ sức để đối mặt với ca phẫu thuật sinh tử. Bao nỗi lo âu chưa kịp dời đi thì cách đây 3 tháng, đứa con trai lớn lại bất ngờ ra đi vì tai nạn đuối nước.
Nỗi đau cứ chất chồng nỗi đau khi mái nhà nhỏ chỉ còn mỗi người chồng người cha là chỗ dựa tinh thần giúp các thành viên vượt qua mất mát. Một mình một gánh lo toan hòa vào cuộc sống của bà con dùng cây trái. 5 năm qua, anh Hoàng chọn cho mình nghề hái trái cây thuê để trang trải cho cuộc sống gia đình. Bao mùa mưa nắng đi qua, anh chỉ mong sao những vườn chôm chôm cho thật nhiều trái chín để anh có thêm cơ hội làm lụng. Dáng người nhỏ bé, sức khỏe lại yếu, nhưng anh vẫn cố gắng leo trèo để hái trái trên cao. Mong từ đôi tay cần cù chịu khó, những cần xé chôm chôm có thể làm đẹp mắt người mua, vừa lòng chủ bán. Người ta hái kiểu mình khỏe thì người ta tả bẻ nhiều chút, còn mệt bẻ 1 tiếng hồ, 2 tiếng hồ, người ta tả 20.000 tiếng. Đó bệnh xuất huyết bột tử đó. Rồi cái đầu sức khỏe nó giảm xuống rồi cái đầu không mặn gì nặng hết, mà mặn vài ký là nó mệt. Mệt cái đầu thấy vậy cái đầu thôi, miễn mệt quá thì tụt chân nghỉ đi chút rồi khỏe là tệ lên nữa. Nhưng nhà vườn người ta không cảm, thấy càng hoàn cảnh vậy để cho mình bẻ mình kiếm tiền thì khó cỡ nào mình cũng thấy gắng mà tèo mà đi làm kiếm tiền và nuôi vợ con. Dẫu thiếu thốn khó nghèo vẫn hiện hữu nơi căn nhà nhỏ, nhưng từng ngày nhìn con khôn lớn chăm ngoan, anh chị lại có thêm động lực để vượt qua thử thách. Chặng đường phía trước còn lắm nỗi gian khó, nhưng nhủ lòng kiên cường bên đôi tay chăm chỉ với nghề hái trái thuê, mọi nỗ lực của cả gia đình hôm nay sẽ góp thêm sức mạnh để chiến thắng khó khăn vào một ngày không xa. Chào đến quý khán giả và bà con. Như vậy là chúng ta gặp nhau trong khung giờ quen thuộc tối thứ 6 hàng tuần trên đài truyền Vĩnh Long để cùng đến với chương trình Vượt Qua Thử Thách. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng sữa bột dinh dưỡng Famido giúp trẻ mau tăng cân. Quý bà con thân mến, với chương trình Vượt Qua Thử Thách, chúng tôi luôn có một thông điệp xuyên suốt: đời người có lúc phải đối mặt với những khó khăn, và quan trọng là mỗi người trong chúng ta phải cố gắng vượt qua những khó khăn và thử thách ấy bằng chính ý chí và nghị lực của mình. Thông điệp này dường như đã gói gọn trong những hình ảnh hai đoạn phóng sự ở đầu chương trình mô tả về hai người đàn ông gồng gánh nuôi cả gia đình với những vất vả với nghề hái trái cây. Để xem ngày hôm nay thì hai người đàn ông này sẽ thể hiện như thế nào, và ai sẽ mạnh mẽ hơn và ý chí nghị lực hơn để có thể vượt qua cả hai vòng tranh tài của chương trình và mang về số vốn nhiều hơn cho gia đình của mình. Nào, hãy cùng gặp gỡ với nhân vật đầu tiên ngày hôm nay, đó chính là anh Trung đến từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Chào anh. Rồi, tiếp theo cũng từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, chúng ta cùng gặp gỡ với anh Hoàng. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện thêm để hiểu thêm về cái hoàn cảnh và cái nỗi lo lắng trăn trở nhất của hai nhân vật khi đến với chương trình ngày hôm nay là gì. Đầu tiên là anh Trung trước. Khi mà anh đến với chương trình ngày hôm nay, anh đang lo lắng nhất điều gì? Về gia đình, trước mắt là cha tôi đã tai biến nằm một chỗ bất tiện, và con tôi đang hiện tại là bị tiểu đường tiếp 1, nay là 4 năm rồi. Phải hiểu được biết là cái bệnh tiểu đường mà tiếp 1 á, phải điều trị bằng thuốc, phải rất là khó khăn. Cái chi phí cũng khá là cao phải không anh? Dạ đúng rồi. Thế thì bây giờ tình trạng điều trị có đều đặn hay không? Có duy trì thường xuyên hay không? Dạ thì hàng tháng thì đều có thuốc. Nói chung là mỗi ngày nào thiếu thuốc là em nó đã bị xỉu. Canh cánh bên lòng vậy sao đi làm việc được? Đối với con thì mình thấy nó rất thiệt thòi, với bạn bè mình cũng phải quyết tâm làm chứ, con mình bệnh vậy mình đâu có bỏ công việc được, thì cũng phải làm nặng lo cho con. Hôm nay con của anh có ở đây không? Vâng. Chào Kinh. Năm nay thì học lớp mấy rồi? Dạ lớp 9. Lớp 9. Quan tâm đến cái bệnh của mình phải nhớ tiêm thuốc để cho ba không có lo lắng, để ráng đi làm để mà nuôi ăn học ha. À, con hơn cha nhất. Cha ơi, cố lên. Chào ở đây quý vị. Đó, anh thấy con trai bây giờ cũng động viên mình là một câu cũng khá là dễ thương. Thì hy vọng là với số vốn này thì anh có thể cải thiện phần nào cuộc sống gia đình của mình. Cái quan trọng nhất vẫn là sẽ có đầy đủ hơn cái số tiền để trị đến nơi đến chốn cho con của mình. Anh nhé, luôn mạnh mẽ. Một tràng vỗ tay để chúc cho anh Trung sẽ tự tin chiến thắng hai phần tranh tài. Bây giờ cũng khó khăn như vậy, gia đình cũng có 5 thành viên như vậy thưa quý vị, nhưng mà cái cảnh đời thì cũng có những nỗi éo ra khác nhau. Đó chính là gia đình của anh Hoàng đây.
có thể đầu tiên là phải muốn chia sẻ ngay đó chính là cái sự mất mát về một người con của mình cách đây khoảng 2 tháng phải không anh? Nó đi lụm bằng nhớt cũng gần miểu. Bằng nhớt là về để phụ giúp cho gia đình đó phải không? Cái bún đó nó hơi sâu ở đầu vô rồi mấy người anh nó mới quay lại mò thì chết rồi. Em bị chết đuối. Chết đuối. Đó là cái nỗi mất mát mà có lẽ là người cha người mẹ nào cũng đau như xé lòng thưa quý vị và các bạn. Thì buồn cũng một thời gian thôi. Sao mình cũng ngung ngoai lại cho nó tinh thần cho nó khỏe. Rồi mình đi cố gắng mình vượt lên. Được biết là sức khỏe chị nhà cũng không có được khỏe. Rồi bên cạnh đó một mình anh là cái người lao động chính với công nghệ là hái trái cây. Đúng không? Cái nghề hái trái cây đã làm lâu chưa? Khoảng 5 năm. 5 năm. Cái công đoạn khó nhất của cái việc hái trái cây là công đoạn nào? Mình vô thùng. Mình vô thùng. Thấy thùng thấy bẻ ra cái đầu cho nó bằng thẳng nó ngay vẫn đập. Bẻ cái nhánh cây đó ha. Bẻ cái nhánh gần dạ. Cái đáy đó cho nó đều hết cỡ cái đầu nhánh nút. Dạ. À. Vậy nếu như ha, cái công đoạn mà anh nghĩ là khó khăn đó nhất, chúng tôi đem vào phần tranh tài thì anh có sợ là mình thua qua? Cũng phải gán chứ. Phải gán. Mỗi hoàn cảnh có những cái éo le, cái khó khăn khác nhau. Và có lẽ tham gia chương trình vượt qua thử thách cũng là một cái cơ hội để anh thể hiện hết cái khả năng của mình. Hy vọng là anh sẽ thật sự cố gắng và nỗ lực. Một tràng vỗ tay thật lớn ủng hộ tinh thần thấy anh được không ạ? Thưa quý vị, hôm nay anh Hoàng và anh Trung sẽ cạnh tranh với nhau trong hai phần tranh tài của chương trình gây cứng, căng thẳng và hấp dẫn. Nào, chúng ta cùng sẵn sàng đến với phần tranh tài đầu tiên. Quý bà con thân mến, đặc biệt là các vùng đất thuộc đồng bằng sông Cửu Long thì được thiên nhiên trù phú ban tặng cho phù sa màu mỡ đúng không nào? Rất thuận lợi để trồng trọt, đặc biệt trong đó chính là cây ăn trái. Và trong số các loại cây ăn trái đó thì có thể nói là cây chôm chôm là một trong những loại cây có giá trị kinh tế vừa cao lại vừa ổn định. Hôm nay chúng tôi sẽ quyết định chọn phần tranh tài mang tên hái chôm chôm, cũng là một công đoạn quen thuộc mà anh Hoàng và anh Trung đã làm thường xuyên để có thể thể hiện cái khả năng nhanh nhẹn chính xác chỉ trong 1 phút 30 giây. Và đặc biệt hôm nay không phải là chỉ có 2 người hái chôm chôm đâu, 4 người hái chôm chôm, không phải tôi mà là 2 người khác. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ giới thiệu ngay bây giờ diễn viên Hoàng Anh. Chào anh Hoàng. Chào anh Trung. Rồi, và gương mặt thứ hai cũng là một gương mặt rất rất là quen thuộc mà 2 lần tham gia vượt qua thử thách. Chúng ta cùng chào đón diễn viên Đông Dương. Thật sự Đông Dương rất là hạnh phúc, tại vì Đông Dương là Bình Minh Vĩnh Long, lần này được lần thứ 3 về đây tham gia chương trình. Hoàng Anh biết tại sao không? Bước ra mà bắt đầu đem cái xuất thân của mình ra để nói là ý muốn nói khẳng định đây là sân nhà của tôi. Đó, đang muốn thì ưu ái cho phải không? Thực ra thì chương trình vượt qua thử thách thì Hoàng Anh cũng đã xem qua rồi của Đài Vĩnh Long, nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Anh có vinh hạnh góp một phần nho nhỏ để giúp cho anh Hoàng hoặc là anh Trung trang trải cuộc sống của mình. Còn với Đông Dương thì sao? Lần thứ 3 trở lại chắc chắn là chúng ta đã có kinh nghiệm hơn. Thì cái chừng về chứ miền Tây coi chứ cũng còn hơi vụng về dữ lắm. Không ấy anh lớn nghe anh nhường cho đội anh em thắng nha. Rồi bắt đầu thương lượng đi, thương lượng đi. Đó bây giờ trên phương trường anh em mình là diễn viên đồng nghiệp với nhau. Bây giờ anh em mình không quen với nhau. Coi như là người xa lạ chứ. Bây giờ là gặp mặt nhau không? Bắt đầu từ giờ phút này là đây là 2 chiến tuyến để cùng ủng hộ cho 2 nhân vật thật là tốt. 2 lá thăm này sẽ giúp cho Đông Dương và Hoàng Anh sẽ tìm ra anh Trung hay là anh Hoàng là nhân vật mình sẽ hỗ trợ ngày hôm nay. Mời 2 bạn công bố. Để xem nào. Hoàng Anh sẽ chơi đội của anh Trung. Rồi, anh Trung biết chắc chắn em là ai rồi. Hoàng Anh sẽ hỗ trợ cho anh Trung và Đông Dương sẽ hỗ trợ cho anh Hoàng. Anh nhờ anh hỗ trợ hết mình để giành được chiến thắng. Đó giờ hái chôm chôm chưa? Có. Đó chính vì hồi đó giờ hái chôm chôm cho nên bữa nay là mình chạy chứ không hái. Anh suy nghĩ về những chiến thắng chưa khi mà một người chân dài như vậy sẽ hỗ trợ cho anh? Mình nghĩ chiến thắng là cố lên. Chỉ có 2 từ tự tin trong cuộc sống sẽ vượt qua tất cả. Vâng, thưa quý vị, với cái không khí như vậy thì ngay bây giờ Phú Hiếu sẽ mời quý vị cùng đến ngay với phần tranh tài đầu tiên. Hái chôm chôm là gì? Ở đây hai bên là 2 cây chôm chôm thì nhiệm vụ của 2 đội đó chính là người chơi chính sẽ là người hái chôm chôm bỏ vào rổ. Những nghệ sĩ sẽ mang lần lượt từng chiếc rổ chạy về dưới và bỏ chôm chôm vào cần xé phía bên dưới. Hái chôm chôm trong 1 phút 30 giây, tin chắc rằng là chưa có ai hái bao giờ, nhưng hôm nay quý vị sẽ thấy người nhanh hơn sẽ là người mang về cho mình 10 triệu đồng. 2 đội chuẩn bị nào. 1 2
3, 2 chôm chôm. Bắt đầu. Mà lúc này thì quý vị cũng thấy là rất là nhanh, dường như là cái đoạn hái chôm chôm đã quá quen thuộc với anh Trung Kết Hoàng. Và Hoàng Anh đã mang về đổ chôm chôm đầu tiên, và Đông Dương cũng kịp thời cân bằng với đổ chôm chôm thứ hai của anh Trung và anh Hoàng. Tiếp tục hái những chùm chôm chôm, những chùm đi lên trên cao chứ anh Hoàng hay không, khi mà chiều cao bị hạn chế như vậy. Còn với anh Trung thì sao? Vâng, rất nhanh chóng thưa quý vị các bạn. Anh Trung đã lần lượt hái những chùm chôm chôm ở phía dưới trước. Dường như đây là một cách thức để mà hái chùm chôm nhanh hơn của anh Trung hay chăng? Chúng ta cùng chờ xem. Anh Hoàng vẫn đang tiếp tục hái những chùm chôm phía trên cao với chiều cao hạn chế của mình. Để Hoàng rất nỗ lực và đang cố gắng thưa quý vị. Bây giờ đồng hồ đang là 30 phút ngay đây. Chúng ta còn hãy dành những tràng vỗ tay lớn lên nào. Chỉ còn những chùm chôm chôm cuối cùng còn lại mà thôi. Liệu anh Hoàng có cân bằng lại được tỷ số hay không? Lúc này quý vị cũng thấy là anh Hoàng đang tiến đến những chùm chôm chôm phía bên dưới để có thể hái chôm chôm và Đông Dương mang về. Còn Hoàng Anh cũng rất là nỗ lực để mang về những chùm chôm chôm cuối cùng của đội của anh Trung và hết kỳ thi công đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, liệu anh Trung có tiếp tục duy trì được chiến thắng của mình? Hãy xem nào, liệu anh Trung có duy trì được thành tích của mình để về đến trước đây hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Bấm đồng hồ. Anh Hoàng cố gắng nỗ lực có hoàn thiện hay không? Chúng ta cùng chờ xem nào. Chúng ta cùng chờ xem nào. Chạy về, nhanh lên. Chạy về, nhanh lên. Bấm đồng hồ, bấm đồng hồ. Về trước hay về sau chúng ta đã quá rõ đúng không nào? Dường như là cái thể hình thấp bé của anh Hoàng đã làm hạn chế một phần nào những cái thao tác của anh. Thì anh nghĩ rằng mình cơ hội chiến thắng là bao nhiêu phần trăm? Chăm chăm. Chết rồi, không biết sao, sao mình thấy bên kia xong rồi mình vẫn còn chậm mà anh vẫn tự tin nói 100%. Anh có hài lòng với phần thử thách của mình vừa rồi chưa? Cũng chưa. Chưa ở điểm nào? Về sớm mà không đạt cũng như... À, về sớm không đạt, anh còn lo lắng điều đó đúng không? Chúng ta cùng kiểm tra xem hai cây chôm chôm ở trên đây còn trái chôm chôm nào sót lại hay không. Anh Hoàng trước. Quý vị phát hiện giùm Hiếu còn trái chôm chôm nào không ạ? Còn không ạ? Không còn, chỉ còn cây và lá thôi. Bây giờ chúng ta đến với cây chôm chôm của anh Trung. Còn không ạ? À, sao chạy? Vâng, hết chôm chôm rồi. Nhưng mà để xem là thời gian là bao nhiêu. Anh Hoàng. 1, 2, 3. Oh yeah. 1 phút 30 giây. Sau. Hãy xem thời gian của anh Trung. Cùng xem nào. 1 phút 22 giây thưa quý vị và các bạn. Nhưng nếu như cộng 6 trái chôm chôm còn lại thì không biết ra bao nhiêu. Phải không anh? Thời gian ủng hộ cho anh Trung, nhưng thành phẩm lại ủng hộ cho anh Hoàng. Chúc mừng Hoàng. 8 giây này dư sức hái 6 trái chôm chôm kia đúng không ạ? Em cũng rất là tiếc, tự nhiên bị cuốn quá, không biết là có kịp giờ hay không, cho nên là cả hai anh em luôn quên đi vòng vòng kiểm tra cái cây nó còn sót hay không. Phần thứ hai thì kỹ hơn để đạt cái số điểm cao nhất. Rút kinh nghiệm, không sao cả, vẫn đầy mạnh mẽ và tự tin nha anh Trung nha. Vâng, 5 triệu dành cho người chưa chiến thắng. Một tập ở đây ủng hộ tinh thần cho anh có thêm tinh thần bước vào vòng trong bài thứ hai chậm mà chắc. Chúc mừng anh Hoàng, 10 triệu đồng. Hoàng Anh xin mạn phép rút hai lá thăm để cho chọn ra hai người trong số bà con chúng ta. Người may mắn đầu tiên đó là Lê Thị Kim Ngọc, địa chỉ ấp Thiên Lương, số chứng minh nhân dân 321264750. Xin chúc mừng chị. Và vị khán giả may mắn tiếp theo đó là Trần Thị Hồng, xã Tân Thiền, Chợ Lách, Bến Tre, số chứng minh nhân dân 32051-3992. Và thưa quý vị, bây giờ Hoàng Anh sẽ là người trao hai bản tiền tượng trưng cho mỗi phần quà may mắn trị giá 1 triệu đồng. Mời Hoàng Anh. Quý bà con thân mến, chúng ta đang cùng đến với phần tranh tài thứ hai của Vượt Qua Thử Thách ngày hôm nay. Quý bà con cũng biết, đó chính là khi mà chôm chôm cái công đoạn mà chúng ta thu hoạch xong thì còn một công đoạn rất rất quan trọng nữa, đó chính là chúng ta phải sắp vào hộp, ta vận chuyển, bảo quản làm sao cho tươi hơn, cho lâu hơn thì như vậy mới mong muốn là đến tay người tiêu dùng. Chính vì vậy mà việc sắp chôm chôm vào thùng cũng phải cần sự tỉ mỉ, đòi hỏi phải quan trọng và cẩn thận hơn để mới có thể giữ chôm chôm tươi và lâu được. Chúng ta cùng trải qua ngay bây giờ trong phần tranh tài này. Tôi chia sẻ ngay, quý vị cũng thấy là mỗi bên thì đều có hai chiếc hộp để sẵn như vậy. Và đây chính là chiếc hộp mẫu.
đài chôm chôm. Khi mà người chơi phụ mang chôm chôm từ phía dưới lên trên đây thì người chơi chính sẽ lặt cuốn nè, lặt lá nè, làm sao cho gọn gàng và sắp vào như thế nào cho đẹp như thế này. Chúng ta sẽ có hai phần hộp như vậy để hoàn thành, không chừa lại quá nhiều cuốn, không chừa lại quá nhiều lá. Méo mó đi thì chắc chắn là không có đạt yêu cầu của ban tổ chức. Theo anh Trung, anh đang có bao nhiêu phần trăm tự tin rằng mình sẽ chiến thắng? Tự tin hơn 100% ạ. Bên đây 100%, bên đây 100%, đó là 200%. Anh Hoàng thân mến, anh Trung đang rất là nỗ lực để có thể giành lại cái chiến thắng trong phần tranh tài thứ nhất để đẩy vụt mất khỏi tay anh. Anh có lo ngại hay không? Cũng lo, gắng cố gắng. Cố gắng lên. Theo anh, để giành chiến thắng trong phần tranh tài này thì cái bí quyết của anh là gì? Cho lẹ, cho đẹp cái thùng cho nó bán cho xa vậy đó. Đông Dương, theo bạn thì làm cách nào để sắp chôm chôm nhanh vào đó? Chắc chắn anh Hoàng sẽ làm được. Với cái sự khéo léo của anh, mình phải tự tin. 1, 2, 3. Quyết tâm. Đáng lý ra trận đầu anh em mình thắng rồi, tại vì do sơ xuất. Cho nên là trận thứ hai chắc chắn anh em mình sẽ thắng. Hãy xem chiến thắng sẽ gọi tên ai. Và tranh tài thứ hai chuẩn bị được bắt đầu. Chuẩn bị 1, 2, 3. Bắt đầu. Lúc này đây thì Hoàng Anh và Đông Dương sẽ mang lần lượt từng rổ chôm chôm lên phía bên trên để cho anh Trung và anh Hoàng sắp chôm chôm vào. Quý vị thấy không, rất là nhanh nhẹn, thì dường như là anh Trung đang tạm thời dẫn trước với số lượng chôm chôm nhiều hơn. Còn Hoàng Anh và Hoàng Anh thì còn rất là nhiều chôm chôm. Vâng, Đông Dương đã hoàn thành xong rổ chôm chôm cuối cùng. Ta sắp chôm chôm lại làm sao để cho người chơi chính dễ dàng sắp vào hộp. Quý vị các bạn, đây là 34 giây 35 giây. Thu Hiếu sẽ đóng bảng đồng hồ lại để xem cuối cùng chung cuộc ai sẽ người về đích. Lúc này đây cũng thấy là Đông Dương đã hỗ trợ cho anh Hoàng để có thể mang những chùm chôm chôm lặt cuốn cho nhanh và sắp vào trong hai thùng chôm chôm. Bên đây thì Hoàng Anh cũng đã kịp thời hỗ trợ cho anh Trung rất là tốt. Và như vậy hai đội đang lần lượt. Và lúc đây mình cũng thấy là có một sự vội vã một chút. Chúng ta nên cẩn thận. Đông Dương đã có sự quan sát xem đội bạn là như thế nào để có thể làm chính xác hơn và nhanh hơn. Cũng không quên là ủng hộ khích lệ tinh thần của Hoàng Anh để giúp cho hai nhân vật sẽ hoàn thành chiến thắng này. Và bên đây rõ ràng là Đông Dương và anh Hoàng. Anh Hoàng có phải là người tiếp tục giành chiến thắng hay không? Nhanh lên, chúng ta chỉ còn giờ phút quyết định mà thôi. Anh Hoàng khẩn trương lên, đội những con chim chim còn lại. Chú ý, Hoàng Anh và Đông Dương, chim chim có lớn bên ngoài hay không? Nhanh lên. Ai sẽ người về đích? Anh Trung lên chạy về bấm đồng hồ. Anh Hoàng thì sao? Vì áp lực 1 phút 30 giây mà chương trình đặt ra, chúng ta cùng xem thành phẩm ngày hôm nay. Đầu tiên, quý vị hãy cho chúng tôi biết thùng chôm chôm của anh Trung, quý vị thấy giống với thùng chôm chôm mẫu hay không? Giống không ạ? Xin cảm ơn. Còn lại, hãy xem kỹ nhé. Đây là thùng chôm chôm của anh Hoàng. Đẹp hay không đẹp ạ? Bây giờ, hãy xem thời gian như thế nào. Lần này thì anh Trung lại chạy về trước, anh Hoàng lại là người về sau. Liệu chiến thắng có lại tiếp tục thuộc về người về sau hay là gọi tên người về trước? Thời gian của anh Hoàng. 1, 2, 3. Chưa thỏa mãn yêu cầu của ban tổ chức. Còn anh Trung cũng đẹp nhưng mà chưa trọn vẹn. Thì thời gian 1, 2, 3. Hoàng Anh ơi, dấu gì cũng thua tôi rồi. Dòng hai tiếp tục thua, khuyên anh đừng trở nên buồn phiền. Đúng rồi anh Hoàng ơi. Thì dòng hai mình cũng cố gắng hết sức mình, nhưng mà thời gian thì nó không cho phép. Nhưng mà anh vẫn còn tiếp tục còn niềm tin trong chương trình chứ? Hy vọng các vòng tiếp theo thì mình phải bắt được những phiếu thăm may mắn và được ngôi nhà. Rồi, 1 phút 30 giây có lẽ là một áp lực dành cho người hai người đàn ông này. Thì cả hai đều thất bại. Chưa chiến thắng, anh giành được 5 triệu đồng mà thôi. Một đồng ở đây ủng hộ tinh thần cho anh. Nhờ vào chiến thắng ở vòng tranh tài thứ nhất, cho nên mặc dù chỉ nhận được 5 triệu đồng trong phần tranh tài thứ hai này, nhưng anh đã được vào vòng rút logo may mắn. Một cơ hội rất lớn để cải thiện cuộc sống gia đình. Chúc mừng anh Hoàng. Với hai thùng thăm này là phân bón đầu trâu DAB Avel, tăng hiệu quả sử dụng DAB từ 30-50%. Thùng còn lại là công ty Tôn Tân Phước Khanh, sản phẩm uy tín chất lượng. Hai thùng thăm này thì đều có 10 lá thăm như nhau cả. Có 9 lá thăm 5 triệu đồng, 1 lá thăm 10 triệu đồng. Và một thùng có 5 lá thăm 10 triệu đồng và 5 lá thăm 5 triệu đồng. Mời anh bóc thăm. Còn một thói lá nữa anh bóc đây đi. Cầm chặt trên tay, mời anh mở ra lá thăm đầu tiên của mình. Lá thăm đầu tiên mệnh giá là bao nhiêu?
thứ nhất cũng rất mừng là bắt được lá thăm 10 triệu. Thì còn lá cuối cùng thì nhường cho anh Hoàng Anh hỗ trợ giúp mình mở ra. Hồi hộp chờ đợi nào. Wow, 5 triệu đồng. Tổng kết qua hai phần tranh tài cũng như là phần rút thăm may mắn, 25 triệu đồng là số vốn mà anh mang về cho gia đình của mình. Thôi đồng bó tay chúc mừng anh Trung. Bây giờ bạn sẽ tiếp tục giúp tôi tìm ra hai vị khán giả may mắn còn lại của chương trình ngày hôm nay. Bạn hãy cho tay vào thùng thăm trộn đều lên và bốc ra hai lá thăm công bố hai vị khán giả. Xin mời. Rồi, một lá. Xin chúc mừng anh Hồ Văn Hòa. Số chứng minh nhân dân là 321-101-246. Vâng, xin chúc mừng, đã có vị khán giả rồi. Xin chúc mừng anh Nguyễn Văn Miến. Số chứng minh nhân dân là 320076639. Như vậy Đông Dương sẽ giúp Phương Hiếu trao hai phần quà, trị giá mỗi phần quà là 1 triệu đồng, phần quà may mắn cho hai vị khán giả. Mời Đông Dương. Thưa quý vị, hãy dành một tràng vỗ tay trước cho anh Hoàng để đến với phần rút logo may mắn. Bây giờ anh sẽ có sự lựa chọn với 6 bản logo đầu tiên của các thương hiệu tài trợ như sau: công ty nệm Havas, nệm mút, nệm lò xo Havas, giấc ngủ ngon hơn, cuộc sống tốt hơn. Công ty tôn Tân Phước Khanh, sản phẩm uy tín, chất lượng. Phân bón ba lá xanh, đẳng cấp của một thương hiệu truyền thống. Phong Ít Đù, giúp trẻ mau tăng cân. Kết sắt Solid, chất lượng làm nên thương hiệu, sản phẩm của công ty cơ khí Toàn Gia. Phân bón đầu trâu DAB Avel, tăng hiệu quả sử dụng DAB từ 30% đến 50%. Anh chọn bản nào? Tôi chọn phân bón đầu trâu. Để xem bao nhiêu nha. Bao nhiêu số 0? 6 số 0 và 5 triệu đồng. Còn một lựa chọn nữa, hy vọng là niềm vui sẽ đến với anh tưng bừng như lúc mà anh chiến thắng ở phòng tranh tài đầu tiên vậy. Chúng ta còn 6 bản logo còn lại đây. Phân bón ba lá xanh, đẳng cấp của một thương hiệu truyền thống. Kết sắt Solid, chất lượng làm nên thương hiệu, sản phẩm của công ty cơ khí Toàn Gia. Bột giặt diệt khuẩn Gel sạch phèo vết bẩn. Nước mắm mạch lông, vị đậm đà, hương bền lâu. Famido, giúp trẻ mau tăng cân. Công ty nệm Havas, nệm mút, nệm lò xo Havas, giấc ngủ ngon hơn, cuộc sống tốt hơn. Tôi chọn Famido. Cùng xem nào. 1 2 3 19 triệu đồng. Wow, một số vốn khá là cao. 39 triệu đồng, chúc mừng anh Hoàng. Với sự tài trợ của phân bón đầu trâu DAB Avel, tăng hiệu quả sử dụng DAB từ 30 đến 50% của công ty cổ phần phân bón Bình Điền và công ty tôn Tân Phước Khanh, sản phẩm uy tín chất lượng. Trong hai thùng thăm này sẽ đều có một lá thăm ngôi nhà mơ ước trị giá 39 triệu đồng và những lá thăm khác là những món đồ tiện dụng. Tôi chọn phân bón đầu trâu ạ. Hoàng chọn thùng còn lại, đó chính là tôn Tân Phước Khanh phải không ạ? Cổ vũ đi quý vị, hãy nói lên ngôi nhà. Ngôi nhà, ngôi nhà, ngôi nhà, ngôi nhà, ngôi nhà. Cầm chặt trong tay. Ngôi bộ nồi nắp. Ngôi nhà. Tôi đâu? Ngôi nhà. Ngôi. Vâng, chính là cái quạt máy từ ngôi nhà. Chúc cho hai anh sẽ luôn mạnh mẽ và cuộc sống gia đình sắp tới sẽ trọn vẹn niềm vui hơn. Đặc biệt là rất cảm ơn diễn viên Đông Dương và diễn viên Hoàng Anh. Cảm ơn hai bạn đến với chương trình. Đến đây đã đến lúc chương trình phải gửi lời chào đến quý vị khán giả và bà con. Chân thành cảm ơn đơn vị tài trợ chính, nhãn hàng sữa bột dinh dưỡng Pametro giúp trẻ mau tăng cân, cùng nhiều thương hiệu tài trợ khác đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị đừng quên là khung giờ quen thuộc của chúng ta, đó chính là 19:15 tối thứ sáu hàng tuần trên đài truyền hình Vĩnh Long. Phương Hiếu, hai nghệ sĩ và hai nhân vật xin gửi lời chào tạm biệt và chúc quý bà con luôn làm ăn phát tài. Chính mình bằng bàn tay chi tâm, bạn cùng tôi nỗ lực vượt qua những gian nan, cùng vượt bao thử thách bóng tôi sẽ tan nhanh, bình minh rồi sẽ đến, cùng vượt lên chính mình.